Sử dụng gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm gì là cửu tiểu vác hoa sen được chế tác từ chất liệu gỗ sưa đỏ. Tác phẩm có mã TPDL619, có kích thước K34, ngang 65 và sâu 30. Và tác phẩm hiện tại đục ra rồi còn nặng 8,5 kg. Và như các bác chúng ta có thể biết là gỗ sưa đỏ là một trong những chất liệu gỗ rất là quý hiếm và bậc nhất hiện nay. Và tác phẩm được chế tác trên nền chất liệu gỗ sưa và được làm liền đến 99% các bác nha. Nét đục rất tỉ mỉ, sắc sảo từng chi tiết một. Và tượng vật Xì Lợc cầm theo hoa sen là một trong những bức tượng phong thủy có một lối đục rất là độc đáo và đẹp mắt. Và tượng được đục tay hoàn toàn trên thân gỗ sưa đỏ và đã được chế tác gia công cực kỳ tỉ mỉ và công phu. Và nếu như bác nào sành chơi đồ gỗ thì chắc hẳn là sẽ rất là yêu thích chất liệu gỗ này vì những đường vân của nó rất là tuyệt vời. Và vân gỗ sưa là một trong những chất liệu mà không thể có những gỗ khác có thể sánh bằng được với những đường vân này. Hoa sen là một trong những hình ảnh quen thuộc thường xuất hiện bên cạnh tượng Phật Xì Lặc và hoa sen được coi là một loài hoa của Phật. Và tác phẩm Xì Lặc cầm theo hoa sen là một trong những bức tượng mà nhắc người ta tu tập, minh triết, giữ được tâm thần trong sạch, giữ lấy được đức độ của người. Và ngoài ra thì tác phẩm này còn đem lại cho gia chủ rất là nhiều niềm hạnh phúc cũng như là những cái sự hoan hỷ khi ta nhìn vào nụ cười của Phật Xì Lặc. Và ở tác phẩm này các bác chúng ta có thể nhìn thấy có 9 tiểu đồng đang đùa vui xung quanh tượng Phật Xì Lặc, tượng trưng cho con đàn cháu đống, gia đình đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, đủ nếp đủ tẻ. Và 9 tiểu đồng đang đùa vui xung quanh, mỗi tiểu đồng ở một hình hài, ở một cái tư thế khác nhau, đứa thì cười, đứa thì đang vác theo xe tiền, đứa thì đang nổ pháo, đứa thì đang gõ trống chiêng, rất là tuyệt vời phải không ạ? Và ở đây thì có đi kèm theo hai linh vật phong thủy rất là tốt, đó chính là thiềm thừ hay còn được gọi là cốc ba chân và nghề tài lộc, đều là những cái linh vật mà thu hút rất là nhiều của cải vàng bạc cho gia chủ cũng như là trấn ủa, trấn niệm cho gia chủ rất là tốt các bác nha. Và khi mà các bác chúng ta chế tác trên nền chất liệu gỗ sưa thì người nghệ nhân phải thật sự là khéo léo để có thể đục ra được một tác phẩm tuyệt vời như thế này. Và nếu như bác nào chúng ta đang quan tâm đến tác phẩm gì là cửu tiểu được chế tác trên nền chất liệu gỗ sưa đỏ, các bác có thể liên lạc với xưởng tượng gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 034-605-9999 hoặc 033-933-1111 hoặc 0868-688-137 các bác nha. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký kênh và cho em xin một nút like video để có thể theo dõi thêm nhiều tác phẩm hơn bên em các bác nhé. Và đặc biệt là nếu như mà cần tư vấn cụ thể hơn, các bác hãy để lại số điện thoại ở dưới mỗi video để em tư vấn cho các bác nha. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.